Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây trồng mới và đã trồng thành công ở Đồng Tháp nha các bạn. Thì đây là cây đào tiên Nhật Bản nè các bạn. Thì hôm trước mình cũng đã có chia sẻ cái clip với các bạn rồi đó. Là cái đào tiên Nhật Bản trồng phát triển tốt và phát triển rất là nhanh ở Hồng Ngự Đồng Tháp. Thì hôm nay cái đào này khoảng được 5 tuổi nè các bạn. Thì mình bắt đầu xử lý để cho cây đào ra hoa. Nhưng mà cây đào này nó hơi nở sớm rồi các bạn. Mình mới có chuẩn bị xử lý để cho ra hoa, nhưng mà cây đào này nó đã ra hoa sớm hơn những cây đào còn lại. Những cây đào còn lại thì chưa có ra hoa nha các bạn. Tại mình mới bắt đầu xử lý. Đây. Thì các bạn đón xem cái video tiếp theo về cách xử lý hoa đào nha các bạn. Cũng nhiều bông lắm nha các bạn. Đây nè, đây là những cái mắt, những cái mầm, hoặc là nó sẽ ra chồi, hoặc là nó sẽ ra bông. Thì cây đào này mình cũng đang nhân giống nha các bạn, tại vì cái vùng đất của mình trồng nó thích hợp, nó chịu nhiệt, do đó mình nhân giống cho bà con nào có nhu cầu lập vườn để trồng cây đào ở xứ nóng, đào Nhật Bản. Cây đào này trồng kinh tế ok nha các bạn, bởi vì trái của nó rất là sai và ăn rất là ngon, thơm và ngọt. Cái trái đào này là cái loại đào Nhật Bản, là trái nó to nha các bạn, giống như trái đào thịt hiên ăn vậy đó, nhưng mà nó to hơn đào Sơn La. Đào Sơn La thì trái nó nhỏ và nó chua, còn đào này thì nó ngọt nha các bạn, ngọt và thơm và trái rất là to. Trái chín nó có màu hồng giống như các cái clip ở bên nước ngoài Nhật Bản các bạn. Khi người ta quay vào tham quan vườn đào á thì cái trái nó tương tự như vậy nha. Thì đây là cái cành này các bạn. Cái cành nó rất là nhiều mục nha. Đây. Rất là nhiều mục. Thì khi mình xử lý thì những cái mục này nó sẽ ra hoa. Và đặc biệt là cây đào thì chúng ta nên lặt bớt lá thì nó sẽ dễ cho hoa hơn. Thì cái cách mà xử lý để cho cây đào ra hoa thì mình sẽ chia sẻ ở clip tiếp theo. Các bạn đăng ký kênh để xem cái video tiếp theo nha. Còn cái này là mình quay chia sẻ với các bạn về cái cây đào nở hoa sớm. Có lẽ cái mùa của nó là mùa đông xuân nè các bạn. Thì nó khoảng tháng nữa là nó sẽ nở hoa rộ. Nhưng mà con gái bây giờ nó nở sớm rồi nè. Có một số cây nở sớm. Thì bây giờ mình bắt đầu xử lý. Cái bông nó thì cũng giống như bông đào chân Tết nha các bạn. Bông đào của miền Bắc, nhưng mà cái lá thì nó khác. Lá đào thì nó tròn hơn, ngắn hơn. Còn cái lá đào bông thì nó tròn, còn đào trái thì lá dài. Các bạn nào có nhu cầu tới tham quan vườn thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0939 68 68 94 nha. Hoặc là vào Zalo số đó luôn. Mình sẽ gửi cái vị trí cho các bạn đi tham quan. Ở vườn mình thì có nhiều loại cây ăn trái mới lạ nha các bạn. Các bạn sẵn tiện tới và tham quan các loại cây ăn trái luôn. Mình đi một vòng vườn đào coi có cây nào còn hoa nữa không. Trước khi xử lý ra hoa là mình nên ngắt nước nha các bạn, và lặt bớt một ít lá
thì nó sẽ dễ nảy mầm hơn. Chúng ta lật bớt lá đào, chứ chúng ta để cho cái bộ lá tùm quá thì nó cũng khó ra hoa. Đây, như những cành này nè, khi mình xử lý là nó sẽ ra hoa hết. Cây một năm mà rất là to nè các bạn, cành nhánh rất là nhiều nha. Còn có một số cây này cành nhánh cũng nhiều nhưng mà do mình nhân giống á, mình cắt bớt đi. Đào tiên chịu nhiệt hay còn gọi là đào Nhật Bản. Thì cây này trồng thì tương đối là không có thấy bệnh nha các bạn. Cách chăm sóc thì cũng đơn giản. Chủ yếu là chúng ta tưới nước và cho phân hữu cơ thôi. Còn cái vấn đề bệnh thì mình chưa có thấy bệnh nha các bạn. Từ lúc trồng tới lúc ra hoa tới giờ là chưa có thấy bệnh. Mình chủ yếu là xịt dưỡng và cho phân hữu cơ định kỳ. Phân hữu cơ thì mình cho cứ 2 đến 3 tháng mình cho một lần và tưới tưới gốc. Tưới gốc là N3M để cho nó phát triển bộ rễ tốt nha các bạn. Sau khi mình bỏ phân thì mình nên tủ rơm giữ ẩm và giữ cho phân nó hạn chế bay, không có bốc hơi nha. Thì cái cây đào này thì cái bộ lá còn tùm lắm, mình sẽ vặt bớt đi, lật bớt một số lá, lá chân thôi nha các bạn, chứ chúng ta cũng không có lật hết. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo về xử lý đào để ra hoa đón Tết nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.